Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo cán bộ Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng về tình hình hoạt động thời gian qua và định hướng phát triển thời gian đến. Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng Nguyễn Hoài Nam nhấn mạnh, thời gian qua, Đài luôn bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy, làm tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí của nhân dân. Đặc biệt năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Đài đã kịp thời tuyên truyền công tác phòng chống dịch của thành phố, các chủ trương, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Về kết quả thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đến nay 2/3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đài đã hoàn thành. Đó là các nhiệm vụ. Nhiệm vụ 2, thực hiện các giải pháp đổi mới chất lượng, nội dung chương trình, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu của Đài. Phấn đấu từ 12 đến 15 tác phẩm báo chí đạt giải cấp quốc gia và thành phố. Đến cuối tháng 11 năm 2021, Đài đạt 45 giải tại các giải báo chí trung ương và địa phương. Nhiệm vụ 3, hoàn thành việc triển khai thực hiện 2 dự án, đầu tư mới phim trường S4 của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng và nâng cấp hệ thống sản xuất chương trình phát thanh truyền hình và phòng tổng không chế. Còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công, tự bảo đảm chi thường xuyên, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực phát thanh truyền hình do Ủy ban Nhân dân thành phố đặt hàng. Đối với nhiệm vụ này, Đài đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực phát thanh truyền hình. Riêng đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực phát thanh truyền hình, Đài đã trình các văn bản gửi các sở liên quan. Tuy nhiên đến nay, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công vẫn chưa được phê duyệt. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đài cũng đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố quan tâm đầu tư trang thiết bị cho Đài ngày càng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu sản xuất phát sóng, đặc biệt là hỗ trợ kinh phí truyền dẫn phát sóng, cũng như quan tâm phê duyệt danh mục và nguồn kinh phí đặt hàng năm 2022, đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền chính trị được giao. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của Đài đối với công tác tuyên truyền, truyền tải các đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của nhà nước, của thành phố đến với nhân dân. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thời gian qua, Đài đã không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình ảnh, khẳng định vai trò, vị trí là cơ quan truyền thông chủ lực của thành phố. Ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo Đài, Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến sẽ làm việc lại với các sở ngành liên quan và tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố để sớm phê duyệt các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện động lực cho Đài phát triển. Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị Đài cần tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.